Herrera từng đi bị mù là hai chi chật mũi đã bắn đá ở cái chiến thật đó cả chạy play chỉ mũi nâng Manchester United. Claco Herrera nơi dễ bị mù là hai đã thua ở rục kê chạy trên bị Manchester United. Cứ đời xa tại club này bàn bình dịa bê đâm bay bắt đầu ở rục kê nâu kích sân giá thăm mấy mùi bằng thaym tiệt. Cô bình chạy phong nói tha xa bầm rơ sinh chiếc Espanh rụp ní nâu bê đai kích sân giá rồi bỏ kê trâu phốt cùng nọt phliếm. Cô bán xâm ra chết plát tờ ruộm chư mùi nâng Paris nâu lơ kạp tê mùi đòi ất cất thầy. Đã thua ở kê bình chọc nâu bê vừa lia pram chân nam rồi bỏ kê nâu khăn ông tật đây Old Trafford. Chiếc đài Manchester United trong phần răng kích sân giá rồi bỏ Herrera nơi khốn club bằng tỏ tiệt. Phần tay bộ kê mình bàn dồn prom nơi lẽ khăn chiều môi nâng kê nụ tệ. Giang nam mình đòi thay lãnh tất cả xa bỏ rời miền bà cát. Ông bí ca xâm ra chất chạy trên bì krom Manchester, cả là có Herrera có bàn để giấy thả. Khi nhau mình cho chất xâm lăng mơ ở đất tất cả bệ nụ tệ. Bọn tay miền phía khó khăn nha tệ tông tư nâng cùng rôn. Nâng tất tập hiếp xâm khăn rồi bọc khi nhóm nâng khăn ông vỉa. Kê gọc bàn bàn tố tiết tha khi nhóm sắp bài chất khăn nha. Khi nhóm ọc côn chỉ tràn tất đó club nâng nẹ còm trò. Nâng chung phu nẹ chất ca cư lôc ô lê gà nà sốc chìa. Cốt gọc bàn thua ở vây tràn nha xâm rạp khi nhóm khăn ông ca sẵn nạ nâu. Bọn tay ở vây mặt bàn cạt làng tệ. Krom United bàn bình dịa bê chẳng buộc kết sân giá thầm mây rồi bọc nhóm. Hai bình tốt mốc nhóm có bàn xâm ra chất rùa chỉ sạch khăn ông ca tờ lê nhập Paris tại mặt đồng. Chương sốt nơi Premier League mà nè chấp chất trong tê mọc lên chiều mùi nâng Messi nơi Barcelona. Dùng từ tam rồi bài ca mùi bàn đại đăng tha club Barcelona bàn chập ả rõm trong bàn xài bởi dốt Krom Hong Krohom Liverpool cư cà la co Mohamed Salah chập đại cư chư mùi nâng cà la co Lionel Messi khả nạ ca vô tờ lập một vây nhu đọc bò cà la co Neymar hạ mình ai cạch miền làng bàn lời. Giang nam mình bà dùng từ tam xa bò rồi miền rồi bò Espanh bàn đại đăng tha Barcelona pro hai chia mình đánh tam cho hạt tờ lê khá tờ lơ cà la có quay một phay bằng pi chân nam rụp nưu tử tê. Hai công phong tay công nọt cô đã nôm dô cà la có xà lá một chùm nưu huynh. Cô bình chạy phong đá tha Mohamed Salah miền rực đời ca đỏ cha mũi chi mùi nâng club Liverpool. Khả nạ đai miền sai bà dốt mùi rụp tiết bàn khá cho chia nè xuất bình chô ti cho ra chinh kê nè khổng lịch. Rùm chi mùi nâng mật rùm krom cư Sadio Mane nâng sai bà dốt Aubameyang đa miên mà phải bị krop đối kênh phòng đài. Nếu dụ chôn khu phua PSG, Neymar a chạy chênh bị club nê tìm xa đọt đô rồi đợi cả đàn nịt bàn. Bộ thiên krop krom phânai kê la co rồi bỏ club Paris cư lộc Valando. Cậu bạn mình chạy tha Neymar a chạy trên bị club nia rồi đợi cả đại nịch bàn. Rồi sân na club a chạy tu bàn xâm nào xâm sọp mùi. Lúc bàn chạy chạy nâng prap xa bò rồi miên chạy bàn na xâm rạp ở nẹ rồi khía. Đời dương bàn nị chi ở rương ni chi mùi nâng sạch nhiệt rồi bỏ kê. Hai ở vây đời dương ai prạc gọt bàn ở bên ni cư Neymar xoay con tra rồi dạy bê 7 năm chi mùi nâng club. Bạp ni dương mình toàn ai bị phía xa ở vây bàn nửa tê. Lúc bọn tôi tiết tha, Neymar ai chạy play chỉ mùi nâng PSG. Rồi sân ba miên xâm na xâm sọp na mùi đại dương nâng ai cho tôi dọc bàn. Phần tay bên ni dương bọn tôi đăng tha nồn na trong bàn kê rửa nâu nơi tầm lại bọn mà nụ tê. Cô bình chạy phong đã tha bọn tôi xong say rồi viên Neymar nâng Griezmann cứ chiều rương tại mùi đại nẹ control club Barcelona trong đăng trọng lử. Ta rủ viên cà la co tiếng phí rụp na mùi nâng a cho rùm nơi tìm xa đọt đồ cà la co nìa rực đời cà đai khả mộng ní phòng đài. Neymar nâng thua đâm na tất căn tất đầy Barcelona đập bay cho cha rương xâm khăn phí. Cà la co Neymar trong trạng trình phí Krom PSG nìa rực đời cà đai ní. Khả nạc đã kê trong World Tour Lập tất cản club Barcelona vinh.
ហើយរូបគេនឹងធ្វើដំណើរទៅកាន់ទឹកដីអេស្ប៉ាញនៅសប្តាហ៍នេះដើម្បីធ្វើរឿងគ្រប់យ៉ាងនៅក្នុងការបង្កើនល្បឿនផ្លាស់ប្ដូរមួយនេះគឺយោងទៅតាមរបាយការណ៍ពីសារព័ត៌មានអេស្ប៉ាញជាក់ស្ដែងបើយោងទៅតាមរបាយការណ៍ Sport បានឲ្យដឹងថាខ្សែប្រយុទ្ធរូបនេះបានស្នើសុំឲ្យក្លឹបបាសេឡូណាពន្យារការធ្វើឯកសារមួយដើម្បីនាំយករូបគេទៅកាន់ទឹកដីខាំនូវិញមិនតែប៉ុណ្ណោះដែរបើយោងទៅតាមសារព័ត៌មានដដែលបាននិយាយថាណេម៉ានឹងធ្វើដំណើរទៅកាន់បាសេឡូណាដោយសារមូលហេតុ2ដោយទី1នោះគឺដើម្បីព្យាយាមដោះស្រាយបញ្ហារវាងក្លឹបទាំងពីរហើយមូលហេតុទី2នោះគឺថាខ្សែប្រយុទ្ធប្រេស៊ីលនឹងទាញយកប្រយោជន៍ពីការធ្វើដំណើរទៅកាន់ទឹកដីអេស្ប៉ាញដើម្បីស្វែងរកកន្លែងស្នាក់នៅនិងធ្វើការពិភាក្សាបន្ថែមទៀតជាមួយនឹងក្រុមបាសេឡូណាផងដែរក្រុមហេតផលគ្រួសារកីឡាកររៀលម៉ាឌ្រីតមួយរូបទំនងមិនអាចធ្វើដំណើរទៅកាន់កាណាដាជាមួយនឹងមិត្តរួមក្រុមនោះទេរៀលម៉ាឌ្រីតអាចនឹងធ្វើដំណើរចូលរួមព្រឹត្តិការណ៍មិត្តភាពមុនបើករដូវកាលដោយមិនមានវត្តមានខ្សែបម្រើឆ្នើមអ៊ីស្កូគឺដោយសារតែគូស្នេហ៍របស់គេតារាសម្ដែងសាឡាម៉ូដែលមានផ្ទៃពោះកាន់តែគៀកទៅដល់ថ្ងៃឆ្លងទន្លេហើយខ្សែបម្រើអេស្ប៉ាញរូបនេះបានស្នើសុំការអនុញ្ញាតពីគ្រូបង្វឹកស៊ីឌីនស៊ីដានមិនធ្វើដំណើរទៅជាមួយនឹងមិត្តរួមក្រុមឡើយនាថ្ងៃអង្គារខាងមុខនេះប្រសិនបើរូបគេស្នាក់នៅទីក្រុងម៉ាឌ្រីតខ្សែបម្រើរូបនេះនឹងទៅហ្វឹកហាត់នៅជម្រុះហ្វឹកហាត់ជាធម្មតាដោយមិត្តរួមក្រុមដែលធ្វើដំណើរទៅប្រកួតមិត្តភាពផងដែរហើយបើសិនដូច្នោះមិនដូច្នោះទេអ៊ីស្កូនឹងធ្វើដំណើរទៅចូលរួមជាមួយនឹងក្រុមនៅពេលដែលកូនរបស់គេបានសម្រាលរួចរាល់នោះបាទសម្រាប់ព័ត៌មានទាំងអស់នេះតើប្រិយមិត្តយល់ឃើញយ៉ាងណាដែរនឹងអាចផ្ដល់មតិជា comment នៅខាងក្រោមបានក៏សូមជួយចុច like subscribe និងដាក់សញ្ញារូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានកីឡាថ្មីៗជាប្រចាំថ្ងៃពី Channel Server ទាំងអស់គ្នាបាទសូមអរគុណសូមគោរពលាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ